rất tiếc, bạn tốt nhưng người ta không cần. Em lỡ thích một bạn có người yêu mà người yêu bạn ý chỉ toàn lợi dụng, rồi em phải khuyên và an ủi bạn như nào vậy? Hai câu chuyện này là hai câu chuyện khác nhau, hai câu chuyện không liên quan gì đến nhau cả. Một là người yêu bạn ấy lợi dụng bạn ấy á, thì đấy là chuyện của hai người đấy. Bạn ấy chấp nhận để cho người yêu bạn ấy lợi dụng thì là bởi vì bạn ấy chấp nhận như thế, thì tốt xấu gì bạn ấy chịu hết, em chả liên quan gì cả. Đúng vậy. Đấy, hai là em thích một người đã có người yêu và em đang can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta là em sai. Kể cả là mẹ thằng kia có đánh đập nó, có làm gì nó, có sai trái với nó cỡ nào thì em xen vào thì em vẫn là sai rồi. Hai chuyện đấy nên tách biệt nhau ra. Em không thể lấy lý do là cái thằng kia không tốt với nó nên là em ở đây để làm người tốt hay là để làm cái quần què gì hết. Hai cái chuyện đấy nó không liên quan gì nhau cả em nhá. Mình đừng biến mình thành nạn nhân, mình đừng nghĩ là kiểu mình tốt đẹp. Với cả quyền em có quyền gì mà xen vào mà em đòi khuyên ngăn cái gì nó cần đâu. Chắc gì nó đã cần em khuyên. Với cả ấy, có một cái suy nghĩ mà nó khá là sai và khá là nhiều người mắc phải. Đấy là các bạn chỉ nhìn ở hướng các bạn thôi. Ví dụ như là các bạn thấy cái thằng kia nó vô tâm đúng không? Thằng kia nó vô tâm, nó hời hợt. Mình còn suốt ngày quan tâm xem là cái đứa mình thích đấy nó ăn gì, nó ngủ mấy tiếng, rồi là nó vui hay là nó buồn. Tức là mình quan tâm từng tí một. Thế là lúc nào trong đầu mình cũng mặc định mình mới là cái sự lựa chọn tuyệt vời. Bố mày hơn thằng kia, tại sao mày không yêu mày lại đi yêu cái thằng kia nó hời hợt, nó vô tâm. Đấy, mày thích gì nó còn không biết. Bây giờ hỏi mày thích gì nó còn bảo là không biết cơ. Đấy, thế mà mày vẫn yêu. Đó là ở vị trí của các bạn ấy, các bạn nhìn như thế thôi. Nhưng mà thực ra ấy, ở vị trí của người ta thì nó khác nhá. Sẽ có những cái trường hợp kiểu như thế này này. Người ta thà ở bên cạnh người mà người ta yêu vô tâm một tí còn hơn ở bên cạnh các bạn. Cái sự quan tâm của các bạn nó chỉ là làm phiền thôi. Thế nên là đừng nghĩ mình là cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất và tốt nhất đối với người ta. Chưa chắc đã vậy đâu nha. Xung quanh mình thì nhiều lắm rồi, nhiều cái trường hợp như thế lắm rồi. Cái người mà tốt với người ta thì người ta đâu có cần đâu. Thì khi mà đã không cần rồi thì cái lòng tốt đấy nó có cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chả là cái quần què gì thật luôn ấy. Người ta không quan tâm, không có cần, người ta chỉ thấy làm phiền thôi, chỉ thấy kiểu như là phức tạp, mệt mỏi thôi, không muốn nói chuyện. Đấy, thì mỗi các bạn thấy lòng tốt của các bạn là to thôi chứ. Rồi tiếp theo nữa là người ta cứ chạy theo một người mà người ta không yêu. Mình ở nhìn bên ngoài thì mình bảo sao ngu thế, đúng không? Nó có yêu đâu mà cứ chạy theo nó. Nhưng mà thực ra đấy là những cái điều mà người ta cần, mà người ta muốn. Mình là người ngoài mình sao hiểu được, lại cứ nghĩ mình ngon lắm, cứ nghĩ mình mới là lựa chọn tuyệt vời. Đâu phải đâu. Thường thì mấy người không có người yêu tư vấn tình cảm cuốn lắm à. Tại nói đúng với cả đái còn gì nữa. Các bạn biết tại sao không? Mình chả phải ngại ai để mình nói cả. Thực ra mình nghĩ là nếu mình có người yêu thì mình cũng sẽ có hơi ngại một chút. Tức là mình sẽ bị ảnh hưởng một chút thôi, nhưng mà không nhiều. Còn đa phần khi mà người ta đang yêu á thì người ta sẽ không thể nào mà nhìn nó khách quan được. Ví dụ mình lên đây mình nói, mình nghĩ là thôi chết rồi, những người yêu của mình xem được đúng không? Nhớ bạn trai của mình xem được cái đoạn này mà nghe mình nói như thế thì liệu có ok không? Cái xong rồi là mình nói, mình sẽ phải suy nghĩ ấy, mình sẽ phải cân nhắc, mình sẽ phải kiểu như là chất lọc thông tin ấy, kiểu vậy, không dám nói một cách kiểu phũ phàng đâu. Mặc dù có nhiều thứ mình nói nó cũng hơi quá đà, bởi vì là nói cho nó vui thôi. Ấy, ví dụ như là những cái mà các bạn kiểu nghe nó hơi hủy diệt niềm tin nữa thì bởi vì là mình nói nó hơi phũ một tí. Mặc dù bản chất là đúng nha, nhưng mà có thể là mình sẽ phóng đại nó lên một xíu, mình nói quá một xíu thì nghe nó sẽ hơi quá đà. Nhưng mà bởi vì mình chả cần phải lựa ai cả, mình chả cần phải kiểu như là thể hiện với ai cả, nên là mình nói chuyện một cách rất là vô tư. Mình không biết là ai đang xem cái livestream này, thật luôn. Ví dụ mình có người yêu thì mình sẽ sợ, có thể là mình sẽ hơi rén một tí. Chắc là không nhiều đâu, nhưng mà nó sẽ có một phần, mình nghĩ là có một phần ít nhất, nó cũng phải có một ít. Đúng, đúng. Đấy, thì bây giờ mình đang chả phải lựa ai cả, mình làm gì có người yêu đâu. Tôi là ngoài chưa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Người mình thích và người thích mình nên chọn ai? Chị ơi, người mình thích và người thích mình nên chọn ai em? Tôi. Tùy nhu cầu của các bạn. Ví dụ như là có những người thích được gọi là cưng chiều, thì có những người người ta vẫn chấp nhận yêu được cái kiểu mà chỉ cần người ta yêu mình thôi. Đấy, chỉ cần người ta yêu mình và người ta chiều mình thôi, đến hồi nào chán thì bỏ đấy, kiểu vậy là người ta vẫn yêu được kiểu đấy. Có những người thì thích đau khổ, tức là phải chạy theo những người mà mình yêu cơ. Còn ở bên cạnh những người mà yêu mình mà mình không yêu á, là người ta sẽ có cảm giác khó chịu, nhìn mặt thôi là thấy ngứa mắt rồi. Đến cả cảm xúc còn không có thì làm sao mà bên cạnh được, là có những người như thế. Còn mình là thuộc về thứ ba, đấy là không thể yêu một trong hai cửa đấy được. Mình phải cả hai người có tình cảm với nhau thì mới yêu được. Chứ còn đây, lý do mà các bạn thấy mình vẫn ế đến giờ này là bởi vì là nó cứ thế thôi. Nó chưa tìm được ai mà kiểu vừa mình yêu người ta mà người ta cũng yêu mình. Thế nên là nó cứ ế như thế này, bởi vì mình không chấp nhận được cái tình yêu mà kiểu một chiều như thế là mình không yêu được. Thì các bạn chấp nhận được thì các bạn cứ yêu thôi, chả vấn đề gì, chả đánh giá gì cả. Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Còn mình thì không chấp nhận được kiểu đấy, bởi vì là mình thấy nó là cái tình gì ấy. Tình yêu mình không yêu được. Ví dụ bây giờ mà cho mình ở bên cạnh một người mà mình không yêu đi. Điên à? Được không?
được các bạn ạ. Thế nó sai lắm, thế nó vô lý lắm. Bây giờ ở bên cạnh một người mình không yêu, bây giờ mình không có cảm xúc thì làm sao mà mình có thể nói những cái lời ngọt ngào được, đúng không? Là sao mà mình có thể quan tâm người ta được, quan tâm giả vờ à? Bây giờ không muốn, không thực sự quan tâm xem là người ta vui hay là buồn nhưng mà vẫn phải giả vờ hỏi hay như thế nào. Thì tức là nếu mà mình không có hỏi han, không quan tâm người ta, tức là mình chỉ đang chờ đợi cái tình cảm một chiều và chỉ chờ người ta lo cho mình ấy hả? Là kiểu mà yêu một ai đấy xong rồi kiểu có tiền xong rồi là người ta cứ thế là chờ người ta tặng quà, chờ người ta lo lắng các thứ cho mình thôi, còn mình không phải làm gì ngược lại hả? Chắc là cũng không có đâu các bạn. Rồi tiếp theo là nếu yêu một người mà mình yêu người ta còn người ta không yêu mình á, mình không đủ kiên nhẫn để yêu kiểu đấy đâu. Tại vì bằng chứng rất là rõ ràng luôn, từ trước đến giờ mình đã từng thích đơn phương rồi, mình đã từng đơn phương rồi chứ có phải là chưa bao giờ đâu. Thế nhưng mà nó cũng sẽ dừng lại, nếu mà người ta không có tình cảm với mình thì nó cũng sẽ được dừng lại chứ nó cũng không kéo dài, thậm chí là nó còn chấm dứt nhanh hơn cả khi mà người ta thích mình cơ. Ví dụ như là người ta thích mình thì người ta còn kiên nhẫn hơn cả mình ấy. Mình mà đi thích người khác mà người ta không thích mình á, dăm bữa nửa tháng là mình chán rồi, là bởi vì mình là một cái đứa mà khá là nhạy cảm, với cả bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhiều đấy. Trông thì như thế nhưng mà thực ra bị ảnh hưởng cảm xúc rất là nhiều. Nên nếu mình thích một ai đấy mà người ta không thích mình á thì mình sẽ cảm giác là mình rất là buồn. Ngày nào mình cũng buồn từ sáng tới tối, xong mình sẽ cảm giác là mình không thể làm tập trung làm việc được. Mình bắt đầu kiểu như là cứ lơ mơ, mình bắt đầu cảm thấy là buồn nhiều hơn là vui đấy. Ở đấy là mình sẽ cảm thấy nó ảnh hưởng đến tất cả mọi cái vấn đề khác trong cuộc sống của mình, như kiểu công việc này, ở này kia này, chả thiết tha gì nữa. Thì khi mà mình bắt đầu cảm thấy là mình buồn quá rồi ấy, là mình bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là nên kết thúc nó. Thì thường nó sớm lắm, thường thì mình chả bao giờ thích ai được quá lâu đâu, bởi vì là mình toàn đi đến cái kết luận nhanh lắm là thôi dừng lại, thích nữa là xong. Bởi vì thích như thế, mình thích người ta mà người ta không thích mình á, mà mình cứ đơn phương như thế rất là mệt, thì thường nó kết thúc khá là nhanh. Nên là cái trường hợp mà mình yêu một ai đấy mà mình yêu người ta còn người ta không yêu mình là cũng không thể xảy ra. Thế đấy là lý do có thể giải thích cho được tại sao mình ế như thế này. Người yêu không chân thành có nên tha thứ không? Chị ơi, em cãi nhau với người yêu vì vấn đề này, chị giải thích giúp em với ạ. Em có nhờ một số người bạn nhắn tin cho người yêu em xong rồi hỏi han các thứ. Đến đỉnh điểm là thằng bạn em nó hỏi người yêu em có người yêu chưa thì người yêu em nó bảo chưa, rồi hẹn đi chơi các kiểu nữa. Em có gặp mặt và nói chuyện để giải quyết vấn đề nhưng mà người yêu không trả lời ra hồn. Em tra hỏi một lúc tự dưng người yêu em khóc. Em đang không biết nên dừng lại hay như thế nào ạ. Hôm nay là ngày thứ hai em hỏi rồi á. Người yêu em khóc á, thao túng tâm lý à? Thao túng tâm lý à? Tức là bạn ấy đang sai đúng không? Xong bây giờ bạn ấy sẽ kiểu như là chuyển sang thành em là người sai, em là người đang dồn ép bạn ý, em đang là người kiểu như là gây khó dễ cho bạn ý, rồi là em ích kỷ, rồi là em xấu tính, rồi là em thế này thế kia. Thực ra cái việc thử là cái việc không nên, nhưng mà bạn ấy vẫn là người sai đúng không? Cãi thế nào được, kể cả em thử là em sai nhưng mà bạn ấy vẫn sai, bạn ấy vẫn là người sai rõ ràng luôn. Là có người yêu rồi mà thằng khác nhắn tin hỏi có người yêu chưa, vẫn bảo chưa và vẫn chấp nhận đi cà phê cà pháo. Thì đấy, nói chung là em cũng biết thừa người yêu em như thế nào rồi, chả qua là em có chịu nhìn thẳng vào vấn đề và em có chấp nhận hay không, rồi là em quyết định tha thứ tiếp tục hay là em quyết định dừng lại. Đấy thì tùy em, nếu mà em không cứng rắn và em kiểu như là dễ dàng quá để bỏ qua trường hợp mà em tha thứ nhưng mà em vẫn cứng rắn trong lời nói và quan điểm nha. Tức là em rõ ràng với bạn ấy là em sẽ chỉ tha thứ một lần thôi, lần thứ hai là chia tay chẳng hạn. Ví dụ như thế. Đấy thì tức là nếu em không thể hiện được cái sự cứng rắn của mình, thậm chí em còn có thể trở thành một thằng dễ dãi trong mắt bạn ý, là không có giá trị gì hết, không có đàn ông gì hết, một cái thằng lụy tình, chỉ cần gọi là người yêu mình làm sai, chỉ đã yêu rồi thì nó làm sai cái quần què gì cũng bỏ qua hết, cũng không kiểu như là cũng không tính toán, không biết bảo vệ quyền lợi của mình ấy, kiểu vậy. Thì đấy, nói chung là em quyết định như thế nào đi chăng nữa thì tùy em. Vờ lờ ông kia ôm cặp sừng rồi mà còn lên đây hỏi à? Ừ đấy. Nói chung là chị thì chị không tin vào người mà kiểu không chân thành đâu. Không chân thành thì không sớm thì muộn thôi. Người yêu mình không yêu mình nhưng lại không nói ra lời chia tay, cứ để mình nghĩ người ta yêu mình thì nên làm như thế nào á? À thì nó cháp đây. Nó có nhiều kiểu người lắm. Có những người thì rất là yêu nhưng lại không muốn người khác biết là mình yêu, tức là luôn tỏ vẻ là bố mẹ không cần ấy. Luôn kiểu làm màu làm mè ra vẻ ta đây, tức là rất là yêu nhưng mà thích thể hiện là mình lạnh lùng, rồi là mình kiểu không cần thiết rồi các thứ. Đấy kiểu vậy. Thì là sẽ có những người kiểu như thế. Nhưng mà những người như thế thì lại yêu lại rất là chân thành, yêu lại rất là thật lòng, yêu lại biết hy sinh. Tại vì sao? Tại vì bản chất là người ta yêu, vốn dĩ là người ta có yêu, chẳng qua là người ta sợ nhiều thứ, ví dụ như là sợ mất giá trị trong mắt đối phương, thế là người ta cứ thể hiện là mình không có yêu lắm đâu, rồi là kiểu thiếu mày thì tao không chết được, kiểu nói chung là cũng hay thể hiện kiểu đấy. Nhưng mà có một số người thì khác,
tức là nó yêu nhưng mà nó cứ thể hiện là yêu ấy. Ờ, nó chả mất gì cả. Ví dụ thỉnh thoảng nó nói bâng quơ vài câu trên xúa, vài câu gọi là ngọt ngào, cái đối phương ở chết đứ đừ, kiểu như là càng yêu hơn, càng tha thiết hơn, thì khi mà yêu hơn thì lại hy sinh nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, đúng không? Thế là tự dưng mấy cái thằng đấy, mấy cái thằng chát ấy, nó chả phải làm gì nhiều cả, nó chỉ cần nói vài câu gọi là ngọt ngào thôi, thể hiện là mình có yêu thôi, nhưng mà thực chất là không có yêu. Đấy, thế là đã có được tình cảm của đối phương rồi, đã có được cái sự hy sinh, sự cho đi của đối phương rồi, chả mất cái gì cả. Đấy, tội gì không làm. Thì nó có nhiều kiểu người như vậy. Thì chắc là em gặp cái người còn lại đấy. Cái người mà kiểu như là rất là khôn ngoan ấy. Đấy, muốn có được tình cảm của em mà chả mất cái gì cả thì người ta sẽ thể hiện như vậy. Nhưng mà thực chất là người ta đâu cần phải cho đi tình cảm hay cho đi cái gì đâu. Chị trả hết cuộc đời này rồi à, sao trường hợp nào cũng biết thế á. Trời ơi, chị có con mắt thứ ba mà chị nhìn thấu ruột gan lòng mề của người ta mà gì không biết. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Con gái nên hiểu chuyện hay nên biết làm nũng, đòi hỏi. Cả người yêu và bạn của người yêu đi ăn mà mình đòi trả tiền ăn bị người yêu giận dỗi thì phải làm sao á? Cả người yêu và bạn của người yêu đi ăn mình đòi trả tiền á? Sao lại giận dỗi kỳ cục quá vậy? Thì thực ra thì lần sau em nên tinh tế hơn một xíu. Kiểu em có thể share tiền sau đấy. Sau đấy khi về nhà em có thể share tiền. Nói chung là em nên lựa theo cái tính cách của người ta ấy. Có những người cái tôi cao, có những người thì không. Có những người thì cảm thấy như thế thì vui vẻ và trân trọng người yêu của mình hơn. Có những người thì không thích. Mình sẽ phải khéo léo hơn, tinh tế hơn ý. Bởi vì cái chuyện tiền nong trong tình yêu đó là cái chuyện mà cái giai đoạn đầu là cái chuyện rất là nhạy cảm. Sau khi mà yêu một thời gian rồi thì mọi người còn thoải mái hơn về cái việc là share tiền hay là kiểu nay em trả mai anh trả hay như thế nào đấy, nó còn thoải mái. Cái đoạn đầu nó không được thoải mái lắm đâu. Thế nên là em ví dụ như là người yêu của mình mà khá là nhạy cảm về chuyện tiền bạc và cái tôi cao cũng thích thể hiện, không thích cứ nghĩ là nếu mà bạn gái trả cho thì kiểu ngại rồi là kiểu nhục rồi thế này thế kia, thế là kiểu trước mặt bạn của người yêu nữa chẳng hạn, thì sau đấy về em có thể là chuyển tiền lại rồi nhắn cho bạn ý sau, hoặc là em có thể mua quà tặng lại bạn ý, hoặc là đơn giản nhất là em chia tay mẹ đi, em yêu thằng khác. Bởi vì ở đây nhiều anh trân trọng người con gái như thế lắm. Đúng rất là nhiều bạn nam ở đây là trân trọng những bạn nữ mà chủ động share tiền với cả người yêu. Cái thằng ấy nó không biết hưởng thì thôi, vứt luôn, em hiểu không? Bây giờ mẹ mình biết điều như thế mà nó còn dỗi, nó còn hờn nữa, thảm nhỉ. Em cũng muốn có quà nhưng mà người yêu toàn kiểu ừ em không đòi thì thôi á. Nói chung là đây là cái câu chuyện muôn thuở rồi. Hôm nay mình vừa nói chuyện với cái đứa em xong, cũng là cái câu chuyện đấy xong, đúng câu chuyện đấy luôn. Cái này mình cũng chưa confirm, mình cũng chưa chắc chắn lắm. Có người nói với mình như vậy nhưng mà có những người không. Mình chắc là cần phải trải nghiệm thêm vài mối tình nữa thì mình mới chắc chắn được cái này. Đấy là mình không biết được là các bạn nam có thích các bạn nữ biết điều không, hay là thường con trai thích con gái kiểu nhõng nhẽo nũng nịu rồi là đòi hỏi. Mình đang không biết là con trai thích cái gì. Các bạn nam ở trên kênh chat có thể comment giúp mình được không? Là gu của các bạn là con gái mà kiểu biết điều, kiểu chuyện, hay là con gái nhõng nhẽo nũng nịu đòi hỏi. Còn cái chuyện làm nũng bình thường nha, làm nũng ở cái mức bình thường kiểu anh chả yêu em các kiểu đấy thì đứa nào cũng làm được rồi, con gái chắc đứa nào cũng làm được. Nhưng mà cái kiểu mà đòi hỏi á, thì các bạn thích con gái mà kiểu biết đòi hỏi hay là con gái biết điều? Dạ em thích bồ em á chị. Đúng má biết rồi. Nhưng mà mình đang nói là giữa hai kiểu con gái như thế thì con kiểu con gái nào hơn? Chị ai chẳng biết là em thích bồ em chứ chị có bảo em thích chị đâu mà em dễ nảy lên. Gu em là mấy cô kiểu càng chống đối em càng thích ý á. Tức là cá tính đúng không? Thích kiểu cá tính đúng không? Như chị là được á. Thích hiểu chuyện hơn, chị ai hiểu chuyện là được, nhõng nhẽo hợp lý. Tự dưng đòi cái sao hỏa thì ai mà chiều được á. Tại vì mình cảm thấy rất là vô lý nhá. Tại vì mình nghĩ là mình là một đứa rất là hiểu chuyện rồi, nhưng mà không biết tại sao mà không được trân trọng ấy. Thì mình đang thắc mắc là hay là con trai thích kiểu nhõng nhẽo đòi hỏi hơn. Tại vì mình yêu mình cũng chả đòi hỏi cái gì, ngoài cái sự quan tâm là chả bao giờ đòi hỏi quà cáp hay là cái gì luôn á. Xong rồi bữa có người nói với mình là con gái thì kiểu như là con gái mà hiểu chuyện thì rất là thiệt thòi, nên là nên biết đòi hỏi. Thì mình cũng đang lờ mờ kiểu không chắc chắn là nên đòi hỏi hay là nên hiểu chuyện nữa. Tại vì thấy đòi hỏi nó cũng không phải là cái việc dễ làm đâu đối với những cái người mà kiểu ví dụ như là đa phần là trong trạng thái độc thân như mình. Dễ khi có người yêu và yêu đương cũng không có đòi hỏi thì không biết là nên như thế nào. Hiểu chuyện thiệt thòi lắm chị ạ. Hiểu chuyện thiệt thòi lắm á. Thì bởi vậy đó, thiệt thòi mà không được trân trọng thì nó mới hãm chứ. Đúng không? Ví dụ mình hiểu chuyện mà mình được trân trọng thì nó khác, còn mình hiểu chuyện mà không được trân trọng thì vất. Người sống hiểu chuyện thì hay bị thiệt thòi, người sống ác lại thảnh thơi. Mình nghĩ là mình cũng không cần phải thay đổi cái tính cách của mình đâu, mà mình chỉ cần tìm người biết trân trọng thôi. Tại vì là cái lòng tốt với cả cái sự hiểu chuyện hay là cái sự biết điều của mình á, mình nghĩ nó không sai.
cái sai là mình đã dành cho sai người thôi, thì mình chỉ cần tìm đúng người biết trân trọng nó thì rõ ràng là nó tuyệt vời quá, đúng không? Ví dụ mình hiểu chuyện mà người ta biết trân trọng, mình cũng trân trọng người ta thì có phải là mẹ 10 điểm không? Chứ bây giờ chẳng nhẽ vì mình không được trân trọng mà mình không hiểu chuyện nữa, xong rồi mình gì đấy. Ước gì ai ném cho vào mặt mình 20k ăn sáng á, ăn bánh mì hâu không á. Mẹ con trai sức dài vai rộng đi kiếm tiền đi, ngồi đấy lại còn ước nữa. Đây mẹ con gái đây cũng thích lắm mà còn chẳng dám xin xỏ, chỉ dám gọi là thả nhẹ cái số tài khoản tôi quên chưa thả để thả cái nào. Đấy, nói chung là đây mẹ con gái đây, người ta cũng phải có liêm sỉ chứ. Người ta xin khéo léo, thỉnh thoảng phải giả vờ không thèm, kiểu dạng là các bạn chưa đi làm chưa có tiền thì không cần phải donate đâu. Người ta còn phải nói như thế, mình đàn ông con trai sức rẻ vây rộng ai xin thẳng tay như vậy. Nên là mình xin thì mình cũng xin khéo léo thôi. Đây cũng thích mà nó dám xin đâu, chả dám thẳng thắn như thế. Vẫn phải kiểu như là vòng vo tam quốc các kiểu từ từ rồi này kia đấy. Ai tặng thui kiểu vậy. Hi.